Các bạn nha, hôm nay mỹ phẩm Trường An giới thiệu đến cho các bạn máy làm mây răng nha. Một bản là đây, là trong này là có ghi thông tin của nó nhé. 45W. Hàng này là hàng nội địa Trung Quốc các bạn nha. Bên này là mình có các ổn bấm nhiệt độ. Đấy, mình ăn. Cắm lại chỉ cái điện cái bay. Cột cá điện. Nha. Tăng giảm nhiệt độ. Bắt đầu nhiệt độ thấp nhất của nó là 140 nha, cao nhất là 220 các bạn nhé. Máy nóng rất là nhanh luôn. Mà bàn là của nó là bàn máy rất là khít, cầm rất là chắc tay nhé. Mình tùy chỉnh nhiệt độ. Máy rất khít, là không hề rít tóc các bạn nhé. Máy là không bị rít tóc. Đấy. Các bạn mua hàng thì để lại số điện thoại nhé. Hoặc là có thể mua theo đường link em để trong bài mô tả nhé. Hoặc là có thể liên lạc đến Zalo, fanpage, Facebook của mỹ phẩm Trường An các bạn nhé. Hoặc là vào Zalo 0983470875 các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau nha. Cuối kênh cho shop một nút đăng ký kênh các bạn nha.